Hello anh em, lâu lắm rồi. Hôm nay Singapore mới trở lại với anh em trong một cái clip về chiếc Honda Winix của shop Moto Tấn Phát. Thì hôm nay lên clip này, chiếc Honda Winix của shop mình nó đang ở một cái diện mạo hoàn toàn mới với rất nhiều những món đồ chơi độc lạ dành cho Honda Winix để anh em có thể lựa chọn. Và thì mình sẽ đặc biệt là nhấn mạnh tới món đồ chơi trên xe như là vành lốp ở đây. Anh em phải thấy nó sẽ là có dùng dàn chân dành cho dàn chân kiểu phân khối lớn dành cho Honda Winner và Winix. Và về để chi tiết thì gồm có những gì thì mình sẽ nói qua một chút và cũng như là hướng dẫn lắp, anh em có thể lắp đặt được cái bộ đồ chơi này tại nhà và chạy thử cho anh em xem được cái hiệu quả tốt nhất dành cho chiếc xe của anh em. Bây giờ mình sẽ đi vào phần đánh giá chi tiết cho anh em. Ok. Và đầu tiên thì về dàn chân trước, anh em có thể thấy đây là chiếc Honda Winix của shop mình đang sử dụng ở đây là bản vành với thiết kế là hai đĩa đôi hoạt động song song với nhau ở đây. Và bản vành này thì là có kết cấu răng này là gần như là giống như là mâm zin rồi và vẫn giữ được cái kết cấu gần như là zin và sử dụng đây là mâm hai đĩa với độ lợi rộng của size ở đây là 3.0. Anh em có thể lên được lốp to hơn giúp cho lở được cái lốp này ra mức tối đa, rất là đẹp mà không lo bị cạ vào cái phần dè trước hay là sóc trước. Đó là về cái phần mâm này. Để sử dụng được hai cái đĩa này hoạt động song song ổn định ngon lành nhất thì là đã shop mình đã sử dụng ở đây là một bộ hai bên là đều là heo Brembo CNC kết hợp với pad bắt CNC ở đây là cực kỳ chuẩn cho xe rồi. Kết hợp với đấy là dây dầu King the Răng chính hãng. Đấy, anh em thấy là đường dây dầu đi rất là gọn gàng đẹp. Lên đến trên này đây anh em nhìn nhé, là dây dầu đã đi đến củ phanh ở đây là shop mình đang sử dụng đây là phanh Brembo với các kết cấu CNC ở đây với củ bình dầu giờ như thế này. Và bộ bình bộ tay côn phanh ở đây sẽ là và sử dụng thông số là 19 RCS anh em nhé, để hoạt động được linh hoạt và trơn tru nhất trên chiếc xe này rồi. Anh em sẽ bóp cực kỳ nhẹ và vẫn hoạt động cực kỳ là ngon anh em nhé, an toàn đảm bảo trên mọi hành trình. Và như anh em đã biết thì là chiếc Honda Winix này thì là kết cấu phuộc zin của nó thì là sẽ chỉ bắt được một bên heo thôi. Thì để bắt được hai heo bên này thì shop mình đã lắp ở đây là vào một bên phuộc zin của Winix luôn và sẽ lắp vào thay thế cây phuộc bên trái này để hai con heo này hoạt động được song song bắt được hai heo luôn. Và từng cái bộ phận lẻ trên cái bộ dàn chân trước này, từ mâm hai đĩa, củ dầu hay là chân cuộc đây thì mình đều bán lẻ. Anh em nào cần thì có liên hệ với mình trực tiếp qua số điện thoại là 0376424838. Ngay sau đây thì này, anh em phải thấy đây là một bộ chống đổ khung sườn được thiết kế bởi shop Moto Tấn Phát. Và cái bộ chống đổ này là phiên bản V3 thì là nó đã khắc phục được tất cả những cái lỗi mà có trên cái bộ chống đổ thế hệ trước bản V1, V2. Thì bản này nó sẽ lắp được hoàn chỉnh vào các lỗ tương tự như là bản V1, V2 thôi.
Tuy nhiên là cái bản này thì là thanh chống đổ đã được làm dày hơn, sẽ mang lại cái hiệu quả chịu lực tốt hơn. Các ốc thì bát vẫn như vậy thôi. Và đặc biệt là ở cái phần thiết kế, cái phần bát, khi em nào đã sử dụng những cái phiên bản chống đổ cũ thì là cái bản cũ thì nó sẽ bị cấn cạo dây côn, anh em sẽ phải lăn bắt côn ra ngoài. Và đặc biệt thì với cái bản V3 này đã khắc phục được hoàn toàn cái lỗi này, anh em lắp vào xe là không hề bị cấn dây côn hay bát côn, và cái bát côn mình đã để vào vị trí bình thường đây, không hề cấn anh em nhé. Anh em bóp thì cây dây côn không lo bị cạo chống đổ, rất là ngon rồi. Ok, và màu sắc thì cũng rất là đa dạng, anh em có thể là ebook để được mình tư vấn trực tiếp anh em. Và một cái ưu điểm lớn hơn ở cái phần chống đổ này là cái phần gù chống đổ này đã được thiết kế là chống gãy ốc bắt gù bên trong, bằng cách là cái cây khung chống đổ thép này đã được đút trực tiếp vào bên trong gù nhựa này, tăng cái độ kết nối của nó lên để đảm bảo độ chắc chắn và tránh gãy ốc khi mà anh em va chạm mạnh. Và đặc biệt hơn nữa thì là đã lên dàn chân trước rồi thì dàn chân sau nó phải lên một cách là cân xứng nhất. Thì là như anh em phải thấy đây, bản vành đằng sau này nhìn kết cấu thì rất là giống với đằng trước rồi. Và sử dụng bản vành ở đây là bản 4.0 kết hợp với lốp là 140/70/17, đến từ thương hiệu là Michelin Pilot Chip 2, sản xuất tại Thái Lan. Đây và là một dàn chân phân khối lớn đích thực dành cho chiếc Honda Winix của anh em. Và mình nói qua một chút về cái bản vành này thì là mình đã từng lên một clip về cái bản vành này rồi, anh em nào xem theo dõi thường xuyên theo dõi kênh của mình thì đã có rồi. Bản vành này sẽ đi kèm sẵn cho anh em, ở đây là một cái con đĩa như thế này, trên mỗi cái vành này đã có sẵn đĩa. Và bên nhông này thì đã trang bị sẵn luôn là một con bản nhông 46 răng, mang lại cái lực kéo ổn định và tương thích nhất cho chiếc xe rồi. Gắp ở bên và gắp trên chiếc xe này mà shop mình lựa chọn sử dụng ở đây thì anh em phải thấy đây là gắp TP Racing phiên bản V3, phiên bản cực kỳ lớn và mới đến từ shop Motor Tấn Phát. Anh em có thể trang bị cái bộ gắp này với vành zin của anh em, hoặc là anh em nào mà như chiếc xe ở đây có thể lên vành 4.0 hoặc to hơn nữa là vành 4.5 và lên cỡ lốp tối đa là 160 đổ lại, anh em có thể trang bị trực tiếp được luôn. Ok, và một điều nữa là khi mà anh em lên cái bản cái gắp này thì là cái độ dài của nó sẽ dài hơn gắp zin, tuy nhiên là cái trọng lượng nó sẽ nhẹ đi một cân, nhẹ hơn gắp zin một cân. Và dài hơn thì anh em có thể sử dụng ở đây là bắt buộc phải thay thế một cái sợi sên nó dài hơn để phù hợp với độ dài của gắp, cũng như là cái quả nhông này nó to hơn thì anh em phải sử dụng cái sợi sên này dài hơn. Và sên shop mình sử dụng ở đây là sên chính hãng X1G, sên Corona với phớt cao su ở đây. Khi mà anh em sử dụng cái sên này thì nó sẽ không còn bị cái tiếng kêu lách ca lách cách trên cái sợi sên zin, và cái sên này sẽ rất là êm. Và theo như sản xuất công bố thì cái sợi sên này nó sẽ được rất là bền, anh em 5.000 cây phải tăng xích một lần. Và sử dụng trên cái bản vành này thì đi với kèm đĩa ở đây thì là shop mình đã sử dụng để hoạt động hiệu quả là vẫn là tiếp tục là một củ Brembo CNC kết hợp với bát CNC. Tuy nhiên là anh em có thể thấy là cái bát CNC này nó kết cấu là quay ngược xuống dưới này, nó sẽ ngược với khi mà anh em lắp zin là quay trên ngược dưới này, vừa đem lại độ thẩm mỹ cho chiếc xe lại vừa hoạt động rất là hiệu quả, rất là đẹp rồi anh em nhé. Đây, và tiếp theo thì cũng là được sử dụng là đây là sợi dây dầu dài hơn, sợi dây dầu zin khi mà trang bị lên gắp này thì sẽ không sử dụng được, anh em sẽ sử dụng sợi dây dầu dài hơn. Ở đây là shop mình vẫn tiếp tục sử dụng là sợi King the Răng chính hãng. Ngoài ra thì shop mình ở trên chiếc xe này còn đang trang bị đây là pad biển số bản V2 với kết cấu là bắt 4 lỗ cực kỳ chắc chắn, và đó là về phần đuôi. Còn đặc biệt nhất trên chiếc xe này mà mình sẽ gửi tới anh em trong video tiếp theo, đó chính là bộ đầu kiểu CBR 1000 để biến chiếc Honda Winix này thành một chiếc tiểu CBR anh em nhé.